Đến buổi offline buổi kinh doanh ngày hôm nay được nhận con người hóa thì ngoài cái công sức ôn tập của em thì là còn công lao của các thầy cô và cũng như là thầy Minh trong cái quá trình ôn suốt 12 năm của em và cái chặng cuối thì em biết đến thầy Minh nói thật sự là ở giai đoạn đầu tiên thì em rất là tự tin vào khả năng của mình. Thì cái giai đoạn đấy thì em chỉ học một vài buổi để em tổng ôn lại một số kiến thức mà em đã quên. Thì bước ngoặt đến là khi mà em làm bài sửa nội và lúc ấy em chỉ được 8 điểm đấy, em thấy rất là sốc. Và khi em check đáp án thì em sai toàn những cái câu gì đâu đấy, tóm lại là những cái câu rất là dễ. Thì những ngay cái lúc đấy lúc đấy em đang rất là hoang mang vì vẫn còn say ngu, thì cái series mà luyện não buổi sáng của thầy thì nhưng mang tới thêm một cái gọi là một cái tia sáng để em vượt qua cái giai đoạn để bớt sai những cái công ngu này. Thì sáng nay em cũng ấy nhưng mà em không bình luận. Khi mà em khắc phục được cái điểm yếu là ẩu và làm sai những cái câu dễ như thế thì điểm 10 tuyệt đối đã đến với em. Và em rất là cảm ơn thầy trong suốt cái series luyện não buổi sáng như vậy. Và em xin kính chúc thầy là không chỉ năm nay mà còn những năm sau nữa thì thành tích mỗi năm ngày càng được nhiều hơn. Và mình cũng xin chúc các bạn ở đây thì đến khi bước chân vào giảng đường đại học thì các bạn cũng gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Và mình xin hết ở đây ạ. Cảm ơn em.